Đây là cái máy hơi lượng nóng Acaevo, được nhập khẩu và phân phối từ Ý này. Đấy, thương hiệu từ Ý do bên công ty Olivia mình cung cấp và phân phối. Thì đối với máy hơi lượng nóng này, nó có rất nhiều cái tác dụng để các bạn làm chăm sóc nội thất này, chăm sóc khoang máy, chăm sóc nội thất sẽ diệt được khuẩn này, làm cho khoang nội thất được sạch đẹp, khoang máy được đẹp, và khi các bạn rửa lên nó sẽ cực kỳ an toàn. Vâng, xin chào các bạn. Các bạn đang quan tâm đến cái mô hình chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp, và để hoạt động được cái một trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp thì các bạn cần những cái thiết bị gì? Thì mời các bạn hôm nay cùng mình để khám phá những cái thiết bị cần có trong cái trung tâm chăm sóc xe hơi nhé. Thiết bị thứ nhất hiện tại bây giờ không thể thiếu được cho mỗi một trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp, đó là cầu lông. Cầu lông một trụ này. Đây là cầu lông một trụ Selok Ấn Độ. Đây là đều được bên công ty Uni Việt nhập khẩu và phục hồi trực tiếp này. Thì đây là cái thiết bị cầu lông. Thì đối với cầu lông này có tổng sức lông là 4 tấn và chiều cao lông tối đa là 1m50. Thì cầu lông này nó sẽ rất hữu ích cho các bạn và các công tác là xịt vệ sinh phần gầm này, một các phần la răng, xịt rửa vỏ xe rất là hữu ích. Đấy. Đến cái thiết bị thứ hai nữa các bạn không thể thiếu, đó là về cái quy trình rửa xe, là cái bình bọt tuyết. Thì đây là cái bình bọt tuyết 40 lít. Đối với bình bọt tuyết này thì có dây dài này, có dây dẫn bọt ra là dài 7 mét, và cái bình bọt tuyết này có chức năng là điều chỉnh cái lượng bọt ra phụ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. Cái thiết bị chính yếu và thiết bị thứ ba nữa mình muốn giới thiệu, đó là cái máy rửa xe. Đối với một cái trung tâm chăm sóc xe thì không thể thiếu được, đó là cái máy rửa xe này, theo phục vụ cho các bạn về công tác vệ sinh, rửa vỏ xe, rửa những trình cầm các chi tiết. Và để gia tăng thêm thu nhập hoặc là để gia tăng thêm các cái dịch vụ của nhà xưởng thì các bạn có thể thêm các cái máy thay nhớt này, đấy, máy bơm mỡ này, tùy vào các cái nhu cầu sử dụng của và cái khu vực của mình thì các bạn sẽ trang bị thêm là cái máy thay nhớt này, máy bơm mỡ này. Còn sang đây là cái khoang làm dịch vụ, làm chăm sóc nội thất, chăm sóc khoang máy. Vâng, và cái thiết bị chính yếu thứ tư nữa mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái máy hơi lượng nóng. Đây là cái máy hơi lượng nóng Acaevo, được nhập khẩu và phân phối từ Ý này. Đấy, thương hiệu từ Ý do bên công ty Olivia mình cung cấp và phân phối. Thì đối với máy hơi lượng nóng này nó có rất nhiều cái tác dụng để các bạn làm chăm sóc nội thất này, chăm sóc khoang máy, chăm sóc nội thất sẽ diệt được khuẩn này, làm cho khoang nội thất được sạch đẹp, khoang máy được đẹp, và khi các bạn rửa lên nó sẽ cực kỳ an toàn. Và để sử dụng được cái các trang thiết bị này thì nó cần một cái máy nén khí. Thì đây là một cái máy nén khí cực kỳ quan trọng đối với mỗi một cái trung tâm. Đây là cái thiết bị chính yếu thứ 5 mình muốn giới thiệu các bạn, đó là cái máy nén khí này. Thì máy nén khí này nó có tác dụng là cung cấp toàn bộ cái lượng hơi để các bạn từ lưng cầu lưng này xịt khô vệ sinh bằng khí lén. Thì đây là cái máy nén khí. Máy nén khí này là hiệu Selok, được nhập khẩu từ Ấn Độ này, máy của Ấn Độ. Thì máy này có dung tích bình là 250 lít, áp suất đầu ra là 12 cân, đầu lén là dùng điện một pha là 3 HP, motor thì có 2,2 kg thôi, cực kỳ tiết kiệm điện. Và khi các bạn làm trung tâm mà có dùng sử dụng cầu lông thì các bạn cũng cần phải quan tâm, đó là cái bình hơi này nó phải đủ to, từ 250 lít trở lên và áp suất đầu ra là 12 cân thì các bạn mới sử dụng được cái hệ thống cầu lông nhé, và toàn bộ cái hệ thống hơi trong nhà xưởng. Cái thiết bị thứ 6 nữa mình muốn giới thiệu các bạn, đấy là một cái chiếc máy hút bụi. Đây là máy hút bụi có thương hiệu là Camry, 70 lít, 2 motor. Thì đối với cái máy hút xưởng thì không thể thiếu được cái máy hút bụi này, thì nó sẽ phục vụ rất nhiều hữu ích cho quý vị các bạn khi làm nội thất này, vệ sinh rửa xe, hút nội thất và chăm sóc nội ngoại thất. Đây là máy hút bụi Camry 70 lít, 2 motor. Và để gia tăng cái thu nhập và nâng cao các đầu dịch vụ của xưởng nhà mình, các bạn có thể cân nhắc đến cái cầu hai trụ này để làm nâng cao những cái dịch vụ như làm chăm sóc sửa chữa nhanh này, phủ gầm này,
hoặc là chăm sóc có thể tháo bánh ra, vệ sinh ra răng, vệ sinh mâm hoặc thay nhớt, nó cũng rất là hữu ích để nâng cao cái tính chuyên nghiệp và cái nâng cao cái sở dịch vụ của mình lên. Thì đến với trung tâm này mình mang lại đó là cái hóa chất 3D product. Đây là toàn bộ hóa chất được bên công ty Uli Việt nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại cái 3D này. Là đối với mỗi một trung tâm thì các bạn cũng nên phải cân nhắc đó là cái dùng hóa chất, cái hóa chất sẽ cái 3D product này là một cái hóa chất được nhập khẩu từ Mỹ cho lên kính, được kiểm định rất là kỹ càng và chất lượng. Đấy, thứ hai nữa là nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng, được bên công ty Uli Việt mình là nhập khẩu và phân phối trực tiếp, làm thương hiệu độc quyền nên các bạn yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ. Và có một cái điều bổ trợ nữa là rất quan trọng là khi các bạn làm một cái xưởng dịch vụ thì hóa chất thương hiệu 3D dung dịch 3D Borac này thì sẽ gồm tất cả các bước, tất cả các sản phẩm chăm sóc xe của các bạn, từ rửa xe, này, nước lau kính này, đến các dung dịch vệ sinh làm sạch, là từ làm khoang máy, làm nội thất, đến phần chăm sóc chuyên sâu như tẩy mâm này, tẩy băng keo nhựa đường này, dưỡng động cơ, dưỡng máy và phục hồi bề mặt nhựa. Nó sẽ tất gồm tất cả các dung dịch để các bạn có thể chăm sóc được một cái chiếc xe làm sao đạt được cái sự hoàn hảo và đẹp nhất. Vâng, vừa rồi là mình vừa giới thiệu quý vị và các bạn những sản phẩm chăm sóc xe hơi cơ bản nhất, đó là để phục vụ rửa xe cần có cầu lông bồ trụ này, máy rửa xe, máy nén khí, hút bụi, bình bọt. Và để nâng cao những cái đầu dịch vụ và chăm sóc xe chi tiết hơn thì các bạn cần có thêm là cái máy hơi lưng nóng Achievo, nó sẽ giúp chăm sóc nội thất, chăm sóc khoang máy được sạch, đẹp và an toàn. Và thêm nữa đó là cái cầu lưng hai trụ. Và điều đặc biệt nhất đối với mỗi một xưởng trung tâm thì các bạn quan tâm đặc biệt cho mình về cái bộ sản phẩm chăm sóc xe. Thì 3D Borac là một sản phẩm chăm sóc xe đến từ Mỹ do bên công ty Uli Việt phân phối độc quyền tại Việt Nam. Thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi giúp bạn hoàn thiện được cái xưởng trung tâm chăm sóc xe cùng với những trang thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.